Sau khi nước lũ vừa rút thì từ chiều ngày 13 tháng 10, trên địa bàn của tỉnh Phú Yên lại có mưa rất to và dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 10. Việc mưa lớn đã khiến cho các phương tiện lưu thông trong đêm gặp nhiều khó khăn vất vả. Vất vả bởi một phần mưa to do khó quan sát, phần nữa là do mưa liên tục từ cơn bão số 4 đến nay đã làm cho tuyến quốc lộ 1 qua Phú Yên vốn đã hư chưa kịp sửa thì lại hư nặng hơn. Phản ánh của phóng viên Nóng cùng V8 chúng tôi ngay trong đêm. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt trên tuyến chuẩn bị vào tuyến tránh của quốc lộ 1 đoạn đi qua thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên ạ. Bắt đầu từ chiều nay thì mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bắt đầu nặng hạt. Mà theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh Phú Yên thì lưu lượng mưa bắt đầu từ chiều ngày 13 sẽ đạt từ thấp nhất là 80 mà cao thì đến 300mm. Và thực tế là từ chiều tối đến lúc này mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã rất lớn. Mưa lớn khiến các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đi qua địa phận tỉnh Phú Yên rất khó khăn. Một phần thì trời mưa to khó đi, một phần là vì đường hư khá nặng. Quý vị có thể thấy trong cái đoạn đường này rất nhiều hầm hố. Và với tình hình hiện nay thì dự kiến trong những ngày tới thì quốc lộ 1 đi qua địa phận tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục hư nữa khi mà mưa quá lớn. Mưa lớn như thế này là lưu thông rất là khó khăn, là bà con đi rất là nguy hiểm. Mong muốn Bộ Giao thông Vận tải là cố gắng là sửa cho lớn rồi với lại là làm cho cẩn thận lại, tỉ mỉ lại cho bà con đi cho nó an toàn. Trong suốt ngày 13 thì khu quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo các đơn vị đã lắp đặt thêm 30 biển cảnh báo và 50 đèn cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm trên quốc lộ 1. Và điều quan trọng nhất lúc này là tất cả mọi người khi lưu thông trên khu vực này thì phải vô cùng thận trọng trong khi chờ các cơ quan chức năng có một giải pháp phải sửa chữa lớn và sửa chữa triệt để. Bởi nếu không thì mùa mưa nào thì đường cũng hư và khiến cho các phương tiện lưu thông gặp khó khăn, còn người dân thì bức xúc ạ.